Hello anh em, mình là Cò Bill. Hôm nay mình hướng dẫn anh em cầm cơ bi a lô nào cho chính xác nhất, cách để cầu tay trước thì cho nó hợp lý và tùy theo mỗi người. Anh em chỉ nghe là để cầu tay từ 20 đến 30 cm, nhưng mà không biết là nhiều người cao người thấp thì nó sẽ có cái khoảng cách cầu tay khác nhau. Ví dụ người cao thì người ta để 30 m, 30 cm, mà người thấp thì người ta chỉ có để khoảng 20 cm thôi. Thì đây là cách để đo khi mà để cầu tay từ bi chủ cho đến đầu cơ. Thì anh em đo từ cái phần cổ tay này đến phần khuỷu tay á, là cái khúc này là cái khúc để đầu cơ đây, anh em ước thử vào đây này. Đó. Thì đây là cái khúc để cầu tay hợp lý nhất cho từng người. Đó. Còn cách cầm tay sau á, thì khi bên em đã ấy được cái đầu cầu tay rồi á, thì anh em bắt đầu cái tay sau á, thì nó sẽ là vuông góc với cái dáng đứng của mình. Bên em có thấy không? Đây, ví dụ cái cầu tay của mình là để đây đúng không? Thì cái tay sau này phải vuông góc. Nó phải vuông góc với cái tay trước. Lúc đánh thì đánh bằng cánh tay, khuỷu tay, đánh bằng khuỷu tay. Còn nếu anh đánh, anh em đánh bằng cánh tay là nó sẽ bị cái trường hợp nó ra nó không có chính xác được, nó sẽ bị xiên. Khi đánh bằng cánh tay ấy, thì nó sẽ đi lực êm hơn, nó sẽ chính xác hơn. Tạm biệt anh em nha, hẹn anh em clip lần sau.